Thưa quý vị, vào ngày 3 tháng 6, nhằm ngày 12 tháng 4 nhuần năm Canh Tý 2020, Ban trị sự xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ có tổ chức tặng 300 phần quà, mỗi phần trị giá 250.000 đồng và trao cho 5 hộ nghèo khó khăn vì nhà ở 5 căn nhà bằng tiền là 10 triệu đồng mỗi hộ. Do tập thể Mạnh Thường Quân, đoàn từ thiện Thiện Phước, Lái Thiêu, thị xã Thuận An phối hợp cùng Hội Chữ Thập Đỏ, tỉnh Bình Dương tích cực đóng góp phát quà cho bà con nghèo tại xã Thới Thạnh. Buổi lễ đã tiến hành, người dẫn chương trình giới thiệu thành phần tham dự. Hôm nay, đại diện Ban trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo, Ban từ thiện xã hội có đến cùng tham dự. Cô Quỳnh Thị Cẩm Anh, thành viên Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo, thành phố Cần Thơ có đôi lời phát biểu. Kính thưa quý vị, Đức Quỳnh giáo chủ có dạy, cái hành đạo đúng theo ý tưởng xác thực của nó là làm thế nào để phát hiện được những đức tính cao cả và thực hành trên thực tế bằng mọi biện pháp để đem lại các phúc lợi cho toàn thể chúng sinh, thì đó là sự thỏa mãn trong đời hành đạo của mình. Hoặc là việc nhà với bạn đã xong, hiệp nhau làm phước, rõ lòng thiện nhân và thương người như thể thương thay. Hôm nay những người con Phật, những người công dân trong đất nước trên đường tu thân hành thiện, để rồi tùy theo hoàn cảnh và thời gian mà áp dụng thiết thực, hầu mang lại sự phúc lợi về vật chất và tinh thần cho đồng bào và nhân loại. Về tình hình chung dịch Covid-19, bà con trong xã Thới Thạnh cũng khó khăn mọi mặt, rất cần sự đóng góp của các vị hảo tâm giúp đỡ bớt đi phần nào nghèo khó. Đức Thầy đã dạy, ông nào lòng dạ hải hà, động tình bác ái ra mà làm tí, giúp người đói khó nhu mì, dạy nó tâm trì niệm Phật làm ngay. Bà nào quá bụa hữu tài, tiền nhiều đất rộng cò bay múc đồng, cơn này bố thí cho xong, để khi nhắm mắt bên trồng dành chia. Với tinh thần rộng mở, Mạnh Thường Quân hết sức quan tâm và Ban trị sự xã Thới Thạnh cố gắng thực hiện kêu gọi do sự đồng thuận của mặt trận xã chung tay góp sức. Ông Nguyễn Văn Trọng, đại diện đoàn từ thiện Thiện Phước, Lái Thiêu, thị xã Thuận An có đôi lời thăm hỏi bà con. Thay mặt Ban tổ chức đoàn từ thiện Thiện Phước, lời đầu tiên tôi xin kính chúc tất cả quý vị mạnh khỏe và lời chào thân thương nhất. Hôm nay ngày 3 tháng 6 năm 2020, nhằm ngày 12 tháng 4 âm lịch năm Canh Tý, đoàn từ thiện Thiện Phước, phường Lái Thiêu, thành phố Trường An, tỉnh Bình Dương nhận được thư ngỏ của xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Đoàn từ thiện đã vận động được các thiện nguyện gần xa về đây ủng hộ tặng 5 căn nhà và 300 phần quà cho bà con nhân dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn, để thể hiện được tinh thần tương thân tương ái, một miếng khi đói bằng một gói khi no, trong tinh thần truyền thống đại đoàn kết dân tộc, chia sẻ tình yêu thương, lá lành đùm lá rách, giúp cho những người nghèo có hoàn cảnh khó khăn để có được động lực và niềm tin, hy vọng phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Để tỏ lòng biết ơn các vị Mạnh Thường Quân có lòng giúp đỡ người nghèo trong xã Thới Thạnh, cũng là đại diện Ủy ban xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ, cô Trần Thị Phương Ánh,
Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ bày tỏ lòng biết ơn tất cả đoàn. Hôm nay trong không khí rất là vui tươi hớn hở, thì ở với những tấm lòng mà tình cảm hết sức là thân thiện, với những cái tấm lòng lá gạch lần đừng lá gác của các đoàn ở trong tỉnh và ngoài tỉnh gần xa đến đây hỗ trợ với bà con nhân dân của xã Thới Thạnh chúng tôi, thì hôm nay tôi đại diện cho đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Thới Thạnh lời chào trân trọng nhất, với những tấm lòng cao cả cao đẹp của các vị ở các trong tỉnh và ngoài tỉnh đến đây để hỗ trợ cho xã Thới Thạnh chúng tôi, thì hôm nay với không khí này tôi rất là mừng với những tấm lòng cao cả đó, với những tinh thần mà lá lành đùm lá rách đó chúng tôi để giúp những hộ nghèo vượt qua cảnh khó khăn. Thì một lần nữa thì tôi thay mặt đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc xin cảm ơn với những tấm lòng những các mạnh thường quân trong tỉnh và ngoài tỉnh đến đây để chia cơm sẻ áo với xã chúng tôi. Một lần nữa tôi xin trân trọng và kính chào. Chương trình phát quà và trao nhà bằng tiền được tiến hành. 5 vị nhận quà đại diện lên nhận và cũng nhận trao nhà bằng tiền là 10 triệu đồng mỗi hộ. Đại diện ban trị sự xã Thới Thạnh tặng giấy cảm tạ cho các đại diện đoàn. Buổi phát quà với tinh thần hăng quan đoàn kết đã làm cho người nghèo vơi đi phần nào sự khó khăn. Đức Thầy đã dạy, mắt nhìn lòng ứa ruột ra, trả kêu bổn đạo, ai là thiệt tu. Muốn cho rắn đặng quá cù, xả thân làm phước diêm phù được qua. Kính chúc toàn thể quý vị thân tâm thường lạc, đạo quả thành công. Nam Mô A Di Đà Phật.